khấu cao á bạn, thì mình phải gắn cover rồi mình làm phẫu thuật thứ hai. Còn còn có một trường hợp nữa là khi mà mình gắn cái healing abutment á, gắn vô mặc dù là implant đủ lực rồi á, thì nó vẫn sẽ có nguy cơ là cái healing đó trong cái thời gian 4 tháng, 6 tháng gì đó sẽ có lúc nó bị rớt ra. Mà nếu như mà bệnh nhân mà ở xa một chút á, mà lỡ mà rớt healing á, thì nó hơi căng thẳng của mình á, bệnh nhân không có lại để mình gắn lại được. Mà chỗ mình á, thì nhiều bệnh nhân người nước ngoài á, cho nên mấy ca mà đơn lẻ mà thường là mình vùi luôn nó ở dưới rồi đợi thì hai làm một lần cho nó an toàn. Tiếp theo đó là câu dạ anh cho em hỏi về chỉnh khớp trên lâm sàng mình có gì lưu hoặc ồ chỉnh khớp trên lâm sàng tại mình không có trình bày ở đây, tại vì bạn biết không, chỉnh khớp trên lâm sàng á rất nhiều sách nói về cái việc chỉnh khớp implant, nhưng mà bạn đọc á, thì bạn sẽ để ý thấy là tất cả những cái kiến thức về cái việc mà mình chỉnh khớp cắn trên implant á, thì hầu hết nó là từ kinh nghiệm chứ không phải tự nghiên cứu, tức là nó chỉ dừng ở mức concept thôi chứ nó chưa có được những cái evidence mạnh. principle. Tức là thật sự là nó chưa rõ ràng lắm đâu, nhưng mà một cách chỉnh khớp an toàn là mình thấy cái concept đó cũng áp dụng được, tức là mình sẽ chỉnh làm sao cho tiền nhân cắn lại nhẹ nhàng, cắt răng thật chạm đều, thì cái implant đó, nó hơi hở ra một chút, cái mỏ implant nó hơi hở ra một chút, mình có thể mình dùng một cái tờ giấy cắn mỏng, cái tờ giấy cắn 0,25 micromet gì đó, thì mình kéo cái tờ giấy cắn nó xuyên qua được. Còn khi bệnh nhân cắn chặt lại thì cái phục hình implant nó sẽ chạm đều với răng thật, cái đó là dựa trên cái concept là cái răng thật nó có một cái độ lún nhất định vào cái hệ thống dây chằng cao su, còn cái implant thì nó không có lún được, cho nên mình phải chỉnh như vậy. Thì mình thấy cái cách chỉnh đó tức là không, người ta chưa chứng minh được là nó có ưu việt hơn mấy cái chỉnh khác hay không, nhưng mà đối với mình thì mình thấy mình chỉnh cách đó thì chưa thấy cái implant nào của mình thì có tải lực hết rồi. Bảo vệ implant tới cùng quá. Ok, rồi cả tiếp theo. Khi nướng lành thương theo healing có sẵn sẽ có dạng tròn. Nếu 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 đó lúc đó nếu mình xài custom abutment thiết kế theo hình dạng khác thì độ chính xác có được đảm bảo hay không ạ? Custom Custom abutment. abutment hay dùng? Được bạn. Tại vì á, bạn nhìn cái này nè, này ha, mình nhìn lại cái profile á, thì á, nếu mà mình xài một cái healing có dạng tròn, thì khi mà mình thấy cái healing đó hợp lý là tại vì sao? Là tại vì cái niêm mạc mặt ngoài của mình á, cái mô mềm mặt ngoài của mình á, nó được cái healing dạng tròn đó nó tạo hình theo cái đúng cái ý muốn của mình đó. Và mình hay gặp á là khi mà mình cắt cái custom abutment á, mình gắn mão vô á, thì cái mặt ngoài nó ok, nhưng mà lúc đó cái mô mềm mặt trong nó sẽ hơi bị hở ra một xíu, thì cái này nếu mà mình gắn phục hình mà gắn bằng cement á thì mình phải cẩn thận đó. Mình làm sạch cái mặt trong thường thường là nó hở ngay mặt trong á rồi, thì
mình kiểm soát nó xong rồi thì đợi chừng cỡ chỉ cần khoảng 1-2 tiếng sau thôi là cái bộ mềm đó, nó sụp nó che luôn cái phần hở thì cũng sao ấy. Dạ, cái tiếp theo đó là xin báo cáo viên cho mình hỏi trường hợp bị thiếu nước sừng hóa, vị trí và đường rạch nếu có cần điều chỉnh gì không để tăng được nước sừng hóa ở phía ngoài? Cái này nó nằm ngoài chủ đề mình bàn rồi bạn. Tại vì cái đó muốn nói là nó phải có một bài là nhiều lắm. Nếu mà thiếu nước sừng hóa thì mình có một tùy vào cái mức độ thiếu mà mình sẽ có từng cái phương pháp thiết kế vạc cho nó che được, cho nó lôi được một dịch dịch thật. Cái cách thứ nhất á, là mình lôi cái nướu sừng hóa ở phía ngoài, ở phía trong ra phía ngoài. Cách thứ hai á, là khi mà nếu mà mình có cái mình có thể sử dụng vật cuộn vật đồ gì đó, mình lấy một phần cái bô liên kết á, ở phía trong á, mình cuộn mình đưa ra phía ngoài. Nhưng mà mấy cách đó thì nãy mình nói rồi, nó mình không có bàn tới cái thẩm mỹ mô mềm. Mình chỉ nói mình nói là mình kiểm tra có thử cái mô mềm nó có đạt được cái độ dài cứng hay không. Chứ còn nếu mà nói về cách thiếu và cách xử lý á, thì nó nhiều trường hợp, nhiều hồi phải coi còn phải ghép mô liên kết rồi. Dũng alo. Sorry là tắt mic. Tiếp theo là có một sự gọi là đóng góp của bác sĩ Đạt, đó là chào mọi người, mình là bác sĩ Đạt ở bộ môn TX. Mình có tìm hiểu chút ít về scan kỹ thuật số, về lý do tại sao scan cung hàm dài sẽ kém chính xác, thì mình nghĩ nguyên nhân là quá trình scan một cung hàm thì thật ra là mình trồng dữ liệu scan được từ hàng nghìn vị trí scan khác nhau. Ví dụ mình để đầu scan ở vùng 4-5, sau đó để đầu scan lên 5-6, 4-6 và 5-6 ha. Sau đó để đầu scan lên 6-7, mỗi lần scan như vậy dữ liệu sẽ được trồng lên vùng 4-5 sẽ trồng lên vùng răng 5, vùng 5-6 tương tự vùng 5-6 sẽ trồng lên vùng răng 6, lên vùng 6-7. Chính vì trồng lên nhiều lần như vậy nên càng đi ra xa sẽ lại càng nhiều. Mình không share video được, nếu có video sẽ dễ hiểu hơn. Dạ em cảm ơn bác sĩ Đạt đã chia sẻ phần này. Nếu được thì bác sĩ Đạt có thể chia sẻ lên thẳng lên trên nhóm web đi á, thì để cùng mọi người có thể cùng thảo luận cái vấn đề này. Chủ đề này cũng rất là hay. Theo không biết bác Tuấn nghĩ sao. Đúng rồi, dạ mình không có ý kiến gì. theo cái guideline của IPI á, mới ra đây á, thì cái scan kỹ thuật số á, nó phát huy hiệu quả trong trường hợp là từ 1-3 implant thôi, mình làm 1-3 đơn vị thôi, còn dài hơn thì nó vẫn khuyên là mình lấy dấu như thông thường. Bác sĩ Khánh có bổ sung một ý về các nối khuôn một viết hàng lạnh của các hãng sẽ có cây tháo ở bên mình, nếu không có cây tháo ở bên mình thì sẽ không tháo ra được. Dạ đúng, nó có cái viết tháo ở mình riêng. Nhưng mà trong một số trường hợp á, mình làm cái ở mình cá nhân hóa trên những cái trên những cái này á, thì cái ở mình cá nhân hóa có lúc là của nãy như mình nói cái premium á, cái khấu kim loại để cắt á, là nó khi mình cắt á, thì nó sẽ không cắt được cái phần mà để cho cái cây tháo ở mình á, để nó gài vô. Thì mình có cây đó, nhưng mà cái cây đó thì mình dùng hiệu quả cho ở mình hãng, chứ mình không có xài đó để mình tháo ở mình cái nhau hóa được. Tiếp theo ha, lần sau để ở với mình cá nhân hóa giống như hiệu liên cá nhân hóa như dự định. Ủa cái này mình tìm cách mình sao chép cái profile khi mà mình đặt cái cây lấy dấu vào, thì
Thôi cái này chắc mình gửi tài liệu đây, tại vì cái này mô tả nó cũng hơi phức tạp. Ok. Dũng nhớ giùm mình nha. À, khá chụp lại màn hình rồi. Ok, tiếp ha. Là cách kiểm soát chất gắn dư trong một hình bắc viết và xi men. Thì một hình bắc viết thì mình kiểm soát chất gắn dư ở ngoài miệng mà, cho nên dễ. Cứ gắn vô rồi xi men nó trào ra thì mình lau đi thôi. Còn còn phục hình gắn xi men á thì thực sự á, cái việc kiểm soát xi men á nó tùy thuộc vào cái thiết kế và cái vị trí của cái đường hoàn tất trên cái abutment. Như mình nói cái đường hoàn tất mà nó dưới mô mềm, nó dưới mức mô mềm mà trên 2 mm á, thì cái việc mà kiểm soát chất gắn á, nó sẽ rất là khó khăn. Ngay cả khi mình dùng những cái biện pháp như là nhắc chỉ hay là đặt đê cao su, và cũng có những cái nghiên cứu nó đã chứng minh rồi là khi mà cái đường hoàn tất á, mà nó dưới mức niêm mạc nhiều á, thì mình đặt đê cao su hay nhắc chỉ nó cũng không có hiệu quả được. Vì vậy cho nên là mình mới đưa cái chuyện mà mình phải thực hiện cái abutment cá nhân hóa vô, bởi vì khi mà mình thực hiện cái abutment cá nhân hóa thì mình sẽ làm cái đường hoàn tất nó đi theo cái hình dạng của cái mô mềm và nó không có nằm quá sâu, thì khi đó mình sẽ kiểm soát chất gắn được dễ dàng hơn. Đối với những cái mảo mà mình cảm thấy là mình gắn trên miệng trực tiếp được á, và mình trổ được cái lỗ, mình có thể trổ được một cái lỗ đâu đó trên mặt nhai của cái mảo á, thì cái cách đó nó cũng giúp, tại vì nó sẽ làm trào cái chất gắn ra ở phía mặt nhai chứ nó không có trào xuống dưới cái cách nối giữa cái phần mà giữa cái bánh mình với cái niêm mạc. Ok, chắc mình trả lời hay 4 câu nữa thôi ha. Cái theo đó là mình lấy dấu để làm ở bánh mình cá nhân thì mình lấy dấu giống lấy mẫu răng ha. Đúng rồi bạn, mình lấy dấu như bình thường. Ok, tiếp. Em thấy trường hợp nhổ răng rồi cắm im lan xong đặt drilling custom tạm để giữ bờ viền nướu làm bằng cung riết, anh có làm như vậy không ạ, và cách làm như thế nào? Thật sự là mình vẫn phải nhờ lab làm một cái custom healing bự trước bằng nhựa, tại vì á để mình tạo dạng cái profile á nó thua liên tục từ cái mâm cái mâm implant á lên tới cái viền nướu á, là mình tạo dạng trực tiếp trên miệng á, thì nó rất là khó, và cái vật liệu composite của mình á nó cũng không có đủ, tức là mình nói chung là mình phải công phu lắm và tốn rất nhiều thời gian nếu như mà mình làm trực tiếp cái đó trên miệng đó. Cho nên là vì lý do đó mà mình chọn cách là nhà lab làm sẵn một cái tay base và có nhựa ở trên đó, để khi cần á thì mình mài đi và thử trước, ok gửi lab đánh bóng rồi gắn, nó sẽ dễ hơn. Chứ nếu mà cái bất kỳ chỗ nào trên cái profile đó mà nó bị nhám á, thì nó sẽ gây ra mình bị một lần đó, nó sẽ gây ra cái tình trạng là viêm niêm mạc quanh niêm len. Ok, tiếp theo, impression copying của hãng sẽ vừa với từng loại healing làm sẵn của hãng. Trong trường hợp làm customized healing thì việc lấy dấu implant thì sẽ có gì thay đổi? Thì trong trường hợp làm customized healing á thì mình cố gắng lấy dấu luôn cả cái profile. Thì đó như câu này là câu hồi nãy mà đây câu hồi nãy mà bạn kia có hỏi á, thì tại vì nếu mà đúng bài vở là mình sẽ phải copy cái profile đó bằng cách là mình tháo cái custom healing trong miệng ra, sau đó mình
gắn vô một cái implant analog, rồi mình vùi nó vô cái cao su đặc á, cao su lấy dấu đặc của mình á, mình copy cái đó, sau đó mình gắn lại cái copy này vô trong cái cao su đặc mà đã được tạo dạng theo đúng cái bờ viền đó, rồi mình bơm composite vô để mình lấy dấu. Sau đó lôi ra thì mình đã có một cái cây lấy dấu mà có cái phần composite theo đúng cái viền này, theo đúng cái profile này để mình đặt vô rồi mình lấy dấu. Nhưng mà làm như vậy á, thì nó hơi mất thời gian, và mình thường thường mình chọn cách là mình lấy một cái cây lấy dấu nó hơi hơi thô một chút, nó nhỏ thôi, cái mặt thoát á nó đừng có to quá, rồi mình bơm trực tiếp composite vô trong cái profile đó, cái khoảng trống giữa cái mô mềm này và cái cây lấy dấu để mình ghi lại cái profile. Thì cách này nó không có được chính quy cho lắm nhưng mà nó nhanh hơn. À, cảm ơn Tuấn đã trình bày một tiếp lâm sàng. Rồi, tiếp theo câu cuối cùng đó là xin báo cáo viên giới thiệu loại xi măng nào có độ cảm quang tốt mà hiện tại báo cáo viên đang xài, loại đó có dễ lấy xi măng dư hay không, xin cảm ơn. Mình đang xài xi măng resin, thì thật sự là cái abutment mà cái mỏ á thì đâu có chất gì mà gắn hóa học hai cái đó lại với nhau được đâu, cho nên là chủ yếu là gắn cơ học thôi đó. Thì cái xi măng mình xài á để nó có độ cảm quang, mình thấy được cái xi măng dư á thì mình hay xài cái xi măng resin. Và cái đó nó cũng dễ lấy, cách là khi mà mình đặt mỏ vô rồi á, nó hơi mà nó trào xi măng ra thì mình có thể chiếu đèn cho nó hơi xe xe lại một chút, rồi mình lấy bằng cái thấm râm chỉ nha khoa thì nó cũng tương đối dễ, rồi lấy ra xong rồi thì mình chiếu cứng. Ok, rồi cái câu hai cũng 11 giờ ha. Rồi, cảm ơn phần trả lời cũng 29 câu hỏi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự webinar, và cảm ơn một lần nữa thì cảm ơn Quốc Tuấn đã dành thời gian để soạn bài.